Quách Tuấn Du 3 lần thoát cửa tử. Những lúc em bị tai nạn, em cũng không có cho mẹ hay nữa, tại vì em bị 3 lần hụt chết. Tuổi 42 viết di chúc để lại tài sản 20 tỷ, va chạm với taxi, ngã xuống đường, chấn thương ở đầu. Sự cố nổ bình ga gây bỏng toàn thân. Ga nó phật cháy như vậy thì tự em một mình em nhào lên chiếc xe ôm, người cháy đen hết, tự chạy vào bệnh viện rồi tự lúc đó tự chữa này nọ. Nếu như mà lần đó không có thoát được cái lần đó thì chắc có lẽ ngày này hình hài nó sẽ dị dàng và em cũng sẽ không có trở thành ca sĩ được. Lắc tay lái khiến ô tô rơi xuống sông, chìm sâu dưới 6 mét. Tai nạn cuối cùng á là đi chung với mẹ bị rớt chiếc xe xuống sông. Em lái ngược về thì chiếc xe em đắm xuống sông, cái sông đó là sâu 6 mét. Năm 10 tuổi mồ côi cha nên phải đi bán vé số, bánh mì. Ba mất lúc đó là mới có 10 tuổi thôi à. Tại vì Du là người thương mẹ, theo dõi mẹ cho nên là có nhiều khi nghỉ học sớm là tại vì để phụ cho mẹ, thấy mẹ cực khổ quá. Sẽ chẳng qua nếu như fan gọi Quách Tuấn Du là ngôi sao Sukana nhất nhì showbiz Việt, bởi 5 lần 7 lượt anh gặp phải tai nạn không đáng có, khiến cho sức khỏe ảnh hưởng. Nhiều lần, nam ca sĩ đối mặt với cơn thập tử nhất sinh, phải lập cả di chúc cho người thân. Nam ca sĩ từng chia sẻ, hồi cuối tháng 7 năm 2021, anh đã từng lập di chúc khi nhiễm Covid-19. Sau khoảng 20 ngày điều trị và cách ly, Quách Tuấn Du tưởng mình không qua khỏi. Sợ không kịp trăn trối với gia đình nên anh đã gắng gượng thu xếp công việc, tài sản và gửi email cho em ruột. Anh dành 60% tài sản cho gia đình và 40% cho xã hội. Đến nay, anh vẫn giữ nguyên di chúc vì tin vào triết lý vô thường trong Phật giáo. Sức khỏe của anh đôi lúc không ổn, thường xuyên mắc bệnh. Nếu trong tương lai may mắn gặp duyên lành, có thể kết hôn hoặc sinh con, anh vẫn sẽ thay đổi nội dung di chúc. Anh tâm sự, ông bố nào cũng để lại tài sản cho con. Điều này hiển nhiên thôi, mẹ tôi đã lớn tuổi, không cần tài sản của con cái, còn các em được tôi lo yên ổn từ lâu. Không chỉ có lần cận cửa tử hồi mắc Covid-19, mà Quách Tuấn Du từng tiết lộ anh từng có tới 3 lần đối diện với cơn thập tử nhất sinh. Lần đầu tiên, anh va chạm với một chiếc taxi khi ngồi sau xe máy của ca sĩ Dũng Đình. Sau tai nạn đó, Quách Tuấn Du hôn mê do chấn thương sọ não nhưng may mắn được bác sĩ ở bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh cứu sống. Một lần khác khi đi diễn tại miền Tây, khi đi ngang qua địa phận quận Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Quách Tuấn Du lật tay lái khiến ô tô lao khỏi cầu. Chiếc xe sau đó chìm xuống lòng sông sâu khoảng 6 mét. Rất may mắn sau đó anh đã mở được cửa xe, bơi lên mặt nước. Hồi năm 1999, anh từng bị bỏng nặng do một sự cố nổ bình ga tại một nhà hàng trên đường Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ đã bị tổn thương đến 13% cơ thể, bị bỏng từ tay đến cổ và mặt. Thời gian đó, anh phải ngồi trong phòng máy lạnh gần như 24/7, không tiếp xúc với ánh sáng. Hiện nay, phần lớn vết thương đã lành. Ngoài ra, anh cũng từng đột quỵ trên máy bay, gặp sự cố nghiêm trọng trên sân khấu, bị mảnh che đâm vào người. Quách Tuấn Du sinh năm 1981 tại An Giang, trong một gia đình nghèo. Năm 10 tuổi, bố anh đột ngột qua đời khiến cả nhà rơi vào cảnh khó khăn. Sau sự kiện đau lòng ấy, mẹ của anh phải gồng gánh mọi thứ, đến nỗi bán đất bán nhà để nuôi 5 đứa con khôn lớn. Nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình, Quách Tuấn Du cũng đi bán vé số, có ổi, mía ghim, bánh mì để phụ mẹ. Đến lúc lên lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh chủ động nghỉ học để giảm gánh nặng cho gia đình. Năm 16 tuổi, sau khi nghỉ học, anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Đến năm 2001, anh nhận Hoàng Dũng làm thầy và cùng Tô Hân Vũ, Phong Đạt lập nhóm nhạc. Sau này, tên tuổi của anh nổi đình nổi đám nhờ các bản Bolero Remix. Nhìn vào hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Quách Tuấn Du, ai cũng phải công nhận anh là một nghệ sĩ Sukana. Nhưng trải qua những biên cố, khán giả mới thấy anh là một người lạc quan, nghị lực và thành quả mà nam ca sĩ có được ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng.